Xin chào mọi người, chào mừng mọi người sẽ thấy được cảnh Les không ngoài nhà đâu, không được để đến lúc sáng sớm. Oh my god, đâu là buồn ngủ đó mẹ. Cái bên trên mặt thì nhớ hãy tạo bảo chân lỗ mềm tới chiêu rồi hãy lắp hơi lên mặt nha. Nhớ là đâu á. Bây giờ thì nhớ mẹ, bản thân không nào thôi. Vì cảm giác mà chỉ là các bạn nhắn cô và đổi cấp ẩm ngay laptop thằng con nào nó rất là sẵn khoái luôn. Giờ này giờ của video nên dễ bị dễ ứng mà ổn đảo lắm cho nên video ta thử sử dụng kiểu dòng serum Super Beauty Complex của SF. Thì trong đây biết khách có thành phần là Vanilla Cinnamide giúp làm sáng mịn da, giảm đỏ, giảm mụn, phục hồi dễ tổn thương. Đồng thời thì nó có cả B5 nữa, giúp cho da của mình được xoa dịu lại mềm mịn, dưỡng ẩm, là sửa chữa mô và làm lành các vết thương. Thì hiện tại những cái nốt mụn của video hầu như nó đã xịt và đầm đặn rồi, nó chỉ còn mờ thoát nó thôi là hoàn toàn ổn định luôn. Bởi vì thấy cái chất của cái em này nó khá là mỏng nhẹ và sau khi xài mọi người thấy không nhau bởi nó rất là căng và bóng luôn. Và bây giờ em sẽ theo kiểu cho nó ăn và đi làm bài đã ấy. Bye bye mọi người nha.